Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc bánh donut như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc bánh donut dễ thương nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, kéo, compa. Keo dán mình dùng keo nến như thế này. Các bạn có thể dùng keo gì cũng được nhé. Tại vì là mình sẽ dùng bìa màu mình làm. Đây phần bìa màu như thế này. Thì phần bìa màu này rất là dễ dán nhé, các bạn dùng keo gì cũng dán được. Keo dán giấy này, băng dính hai mặt, hay là keo sữa vân vân đều dán hết nhé. Mình chuẩn bị 4 màu sắc bìa như thế này. Màu xanh, màu cam, màu vàng, màu hồng. Mình làm bánh donut. Các bạn có thể là thích màu gì thì các bạn dùng màu đấy nhé. Nói chung là cái bánh này thì nó sẽ sặc sỡ sắc màu thì nó sẽ xinh. Nên là các bạn tùy lựa chọn những màu sắc cho mình. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên mọi người vẽ cho mình một cái hình tròn lên đây. Kích thước tùy ý. Các bạn thích cái phần bánh donut này nó to hay nó nhỏ thì các bạn sẽ vẽ hết cho mình cái hình tròn tương ứng. Mình vẽ ra. Sau đó mình sẽ thu hẹp khẩu độ compa lại. Rồi mình vẽ hình tròn khác nhỏ hơn bên trong nhé. Đây, mình sẽ được cái hình bánh donut như thế này. Bây giờ mình sẽ làm tương tự với cái phần màu vàng. Mình sẽ giữ nguyên khẩu độ compa, cái hình tròn nhỏ ấy. Mình quay một cái hình vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng bút chì vẽ những cái đường nước chảy. Đây, đường nước chảy như thế này nhá. Cái này nó chính là cái phần kem chảy mà mọi người khi đi mua bánh ở ngoài người ta hay có cái phần kem chảy ở trên bánh donut nhá. Đây, mình vẽ như thế này là được. Sau đó mình sẽ cắt những cái hình này ra nhá. Mình cắt hết những hình này ra. Mình cắt như thế này trước đã này. Cho nó gọn thì mình dễ thao tác nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần bánh donut ra. Mình cắt theo cái đường mình đã vẽ là được. Mình cắt tròn theo. Cứ cắt vòng quanh theo đường mình vẽ thôi. Chứ cũng không có gì khó khăn nhá. Mình cắt vòng quanh. Còn một chút xíu là xong. Rồi, mình được cái hình như thế này. Bây giờ mình sẽ khoét cái phần hình tròn bên trong nhé mọi người. Hình tròn bên trong. Mọi người bấm một đường, mọi người luồn kéo vào khoét cho mình nhé. Như thế thì cái hình của mình nó được đẹp ý, nó không bị gấp nếp. Chứ các bạn đừng gập đôi các bạn cắt. Gập đôi cắt thì rất là nhanh, nhưng mà nó tạo thành nếp gấp ấy. Như vậy nó không được đẹp. Nên là mình sẽ không làm như thế nhé. Đấy, mình tiếp tục mình cắt ra. Mình cắt từ từ cho đến hết. Còn một chút xíu nữa là mình sẽ hoàn thành xong cái bánh donut rồi, rất là nhanh. Thì cái bánh này các bạn có thể là làm để các bạn trang trí trong phòng. Treo lên thành một giải cũng được, rất là xinh. Đây, mình được cái phần bánh donut như thế này. Giờ mình cắt cái phần màu vàng nhé. Đây, cái phần màu vàng. Mình cũng cắt y như vậy nhé. Mình cắt theo đường đã vẽ thôi. Mình cắt cái đường uốn lượn bên ngoài trước. Cắt theo đường đã vẽ. Những cái đường uốn lượn này thì mình sẽ vẽ dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau. Nó không đồng nhất thì nó mới đẹp nhé. Để mình cắt ra. Tiếp tục cắt cho đến hết. Mình sẽ được cái hình như thế này. Bây giờ mình cũng tiếp tục mình khoét cái phần bên trong giống hệt như ban nãy. Mình luôn kéo vào mình khoét nhé. Mình kéo vào và khoét ra. Mình cắt theo đường đã vẽ là được. Mình cứ cắt từ từ cho đến hết.
còn chút xíu nữa là xong.